Công sức cưu mang mấy nhỏ mèo hoang. Tới những cái dịp Tết như này mới thấy tụi nó tình cảm, chịu thương chịu khó phụ giúp con sen. Tụi nó là phân chia công việc rõ ràng hết trơn à. Con Cam Niễn là phụ chị mình dọn bàn thờ nè. Nhỏ này có căng hay sao á, mỗi lần dọn bàn thờ là tự nhiên có cái đầu niễn của nó à. Lâm Giang Út Dằn với Nike là đi thu dọn hiện trường. Trong quá trình dọn dẹp cứ bậy bừa thoải mái. Chỉ cần có cái biệt đội vệ sinh chuyên nghiệp gồm hai thanh niên này tới thôi là chập hồi cái chỗ này nó tày quầy à. Ali Cubel thì nó cũng muốn phụ lắm, nhưng mà bữa nay Beo bầu chắc gần tới ngày đẻ rồi, nên là Beo xin nghỉ phép để dưỡng bầu nghe. Nhắc tới Nike là thấy nó hoàn cảnh nè, người ta cuối năm còn được sum vầy với gia đình. Nike cuối năm phải tranh thủ đi làm đào tiếp khách để quơ quào miếng cá gửi về cho gia đình ăn Tết. Gặp chúng con khứa khách nó lắc một cái muốn rụng mỡ luôn. Không chỉ mèo nhà nó bận rộn với cái dịp Tết này đâu, mèo hoang nó cũng rất bận nha. Con Ba Thải là mắc đi làm củ kiệu nè, bao nhiêu năm nay là nó tá túc trong nhà của bà để tránh nắng tránh mưa nè. Giờ Tết là nó ngồi nó phụ bà làm củ kiệu. Mèo mà sao nó biết điều dễ sợ hiên. Chầm cuối là không làm cho cô chú thất vọng đâu. Con Ali Kobe nó sợ Tết mình rảnh quá không có chuyện để mừng, nên nó đổ nước ra nhà cho mình lau chơi vậy đó. Cảm động tình chị em dễ sợ ma. Nói chứ hôm nay cuối năm rồi, chúc cả nhà yêu năm mới vui vẻ nha.